Cô chào tất cả các em học sinh khối 8. Hôm nay cô trò chúng ta lại cùng đồng hành với nhau để tìm hiểu những tiết học ngữ văn hay và bổ ích các em nhé. Các em ạ, trái đất xinh đẹp của chúng ta đang từng ngày từng giờ bị tổn thương. Vì sao lại như vậy? Để làm rõ điều ấy, hôm nay cô trò chúng ta cùng đến với văn bản thông tin về ngày trái đất năm 2000, tài liệu của Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội. Mục tiêu cần đạt về kiến thức. Qua văn bản này chúng ta hiểu mối nguy hại đến môi trường sống và sức khỏe con người đến từ thói quen dùng túi ni lông. Tính khả thi của các giải pháp được trình bày. Việc sử dụng từ ngữ dễ hiểu, sự giải thích đơn giản và sáng tỏ, bố cục chặt chẽ, hợp lý đã tạo nên tính thuyết phục của văn bản. Về kỹ năng, rèn kỹ năng tích hợp với phần tập làm văn để tập viết bài văn thuyết minh. Đọc hiểu một tác phẩm nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức thiết. Về thái độ, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trái đất, có hành động cụ thể bảo vệ môi trường, bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cùng đến với văn bản thông tin về ngày trái đất năm 2000. Tài liệu Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội. Phần đọc tìm hiểu chú thích sách giáo khoa trang 106. Trước khi vào phần chú thích, chúng ta cùng ôn lại kiến thức văn bản nhật dụng đã được học từ những năm lớp 6. Văn bản nhật dụng là những bài viết có nội dung gần gũi, bức thiết đối với cuộc sống trước mắt của con người và cộng đồng trong xã hội hiện đại như những vấn đề về thiên nhiên, môi trường, năng lượng, dân số, quyền trẻ em, ma túy. Văn bản nhật dụng có thể dùng tất cả các thể loại cũng như các kiểu văn bản để thể hiện. Sách giáo khoa chúng ta có một từ ngữ quan trọng cần làm rõ, đó là lát tít, hay còn gọi là nhựa dẻo, là những vật liệu tổng hợp gồm các phần tử lớn gọi là polymer. Các loại nhựa này có đặc tính chung là chúng không thể tự phân hủy, và nếu không bị đốt, nó có thể tồn tại từ 20 năm đến hơn 1.000 năm. Về phần kiểu văn bản thì chúng ta đã biết đây là văn bản nhật dụng. Về phương thức biểu đạt, thuyết minh, bố cục, văn bản có thể chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, từ đầu cho đến một ngày không dùng bao bì ni lông. Phần này giới thiệu cho chúng ta nguyên nhân ra đời ngày trái đất năm 2000. Phần thứ hai, tiếp theo cho đến gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường. Phân tích những tác hại của việc dùng bao bì ni lông và những biện pháp khắc phục. Phần 3 là phần còn lại. Lời kêu gọi đối với mọi người. Chúng ta đi vào phần đọc tìm hiểu văn bản. Trước khi đi vào phần đọc tìm hiểu văn bản, chúng ta cùng nhau đọc một đoạn ngắn. Những đoạn còn lại các em tự đọc. Văn bản thông tin về ngày trái đất năm 2000. Ngày 22 tháng 4 hàng năm được gọi là ngày trái đất, do một tổ chức bảo vệ môi trường của Mỹ khởi xướng từ năm 1970. Từ đó đến nay đã có 141 nước trên thế giới tham gia tổ chức này với quy mô và nội dung thiết thực về bảo vệ môi trường. Ngày trái đất hàng năm được tổ chức theo những chủ đề liên quan đến những vấn đề môi trường nóng bỏng nhất của từng nước hoặc từng khu vực. Năm 2000 là năm đầu tiên Việt Nam tham gia ngày trái đất với chủ đề Một ngày không dùng bao bì ni lông. Như vậy, ở phần thứ nhất, chúng ta đã biết được nguyên nhân của việc thành lập ngày trái đất. Đó là ngày 22 tháng 4 hàng năm.
Một tổ chức bảo vệ môi trường của Mỹ đã khởi xướng từ những năm 1970. Số lượng nước tham gia đó là 141 nước. Và năm 2000 là năm đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất, hưởng ứng với chủ đề Một ngày không dùng bao bì ni lông. Như vậy, ở phần thứ nhất, chúng ta biết được nguyên nhân của ra đời của Ngày Trái Đất. Đến với phần 2, chúng ta sẽ được tìm hiểu tác hại của bao bì ni lông. Một, tác hại của bao bì ni lông. Ở phần 2, chúng ta thấy văn bản đã đưa ra cho chúng ta phần tác hại của bao bì ni lông đối với môi trường tự nhiên. Nguyên nhân đó là do đặc tính không phân hủy của lactic. Như chúng ta đã nói, nếu không đốt thì lactic có thể tồn tại từ 20 cho đến thậm chí là 1.000 năm. Và chúng ta thấy khi lactic lẫn vào đất thì nó gây cản trở sự phát triển của thực vật, cây cỏ, tắc đường nước thải gây ngập lụt, ruồi muỗi phát triển gây xói mòn. Khi thải ra biển, sinh vật nuốt phải thì sẽ chết. Càng nguy hại hơn, bao bì ni lông rất ảnh hưởng đối với sức khỏe, đời sống của con người. Hiện nay, các loại ni lông màu dùng để đựng thực phẩm, nó có thể gây ô nhiễm thực phẩm, từ đó gây tác hại cho não, gây ung thư. Khi bị đốt, khí thải thải ra chất dioxin gây dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh và những bệnh nan y cho con người. Như vậy, chúng ta thấy qua cách liệt kê toàn diện theo mối quan hệ nhân quả, các em ạ, túi ni lông là một trong những sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Sự ra đời của các sản phẩm đến từ lactic đã mang lại nhiều mặt tích cực cho đời sống con người, nhưng nó cũng vô tình là một tác nhân ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề ô nhiễm môi trường và sức khỏe người dân. Nhìn những hình ảnh dưới đây, không biết các em sẽ có suy nghĩ gì về tác hại và sự ô nhiễm của bao bì ni lông. Các em thấy không? Trước mắt chúng ta là những đống rác thải từ nhựa ni lông cao như núi và hình ảnh đáng thương tội nghiệp của những loài sinh vật khi nuốt phải chúng. Theo ước tính, mỗi năm nhân loại sử dụng khoảng 500 đến 1.000 tỷ chiếc túi ni lông. Việc vứt bỏ một chiếc túi ni lông chỉ tốn 1 giây, nhưng nếu không có sự tác động bởi nhiệt độ cao của ánh sáng mặt trời thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm mới có thể phân hủy được chúng. Các em thấy, cho đến thời hiện tại, túi ni lông đang trở thành một mối đe dọa thật sự, khiến nhiều quốc gia đau đầu tìm kiếm những giải pháp để giải quyết triệt để tác hại của chúng. Và em sẽ càng ngạc nhiên hơn rằng, theo chương trình của Môi trường Liên Hợp Quốc, thì có 46.000 mảnh túi ni lông đang trôi nổi trong mỗi 1,6 km vuông đại dương, và khoảng 94% loài chim ở biển Bắc có ni lông trong dạ dày. Trong năm 2015, người Anh đã sử dụng 8,5 tỷ túi ni lông, và nếu cứ trải liên tiếp số túi này ở nước Mỹ thì chúng có thể tạo nên một con đường có chiều dài gấp gần 1.400 lần chiều dài của đường xích đạo trái đất. Bên cạnh những hậu quả vô cùng nặng nề mà văn bản nêu ra, thì chúng ta thấy việc sử dụng túi ni lông bừa bãi có thể gây ra những hậu quả nặng nề hơn, từ việc mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, cho đến việc làm tăng hiệu ứng nhà kính, thúc đẩy biến đổi khí hậu toàn cầu. Và rất nguy hiểm
khi tại nhiều quốc gia. Chúng ta thấy lượng túi ni lông tiêu thụ hàng ngày lên tới vài nghìn tấn. Và con người đang đau đầu để tìm cách loại bỏ chúng khỏi đời sống. Chúng ta cùng nhau đến phần 2 giải pháp. Trong văn bản, chúng ta thấy đã nêu lên rất nhiều giải pháp. Thứ nhất, đó là thay đổi thói quen sử dụng. Chúng ta không sử dụng túi ni lông khi không thật cần thiết. Chúng ta có thể thay túi ni lông bằng túi giấy, túi lá khi gói thực phẩm. Em thấy trước đây khi trước khi ni lông xuất hiện thì ông cha ta đã sử dụng lá chuối, lá dong, dứa và các loại giấy để gói thực phẩm. Chúng vô cùng thân thiện, dễ phân hủy trong môi trường tự nhiên. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải ra sức tuyên truyền nêu tác hại của bao bì ni lông đến với mọi người rộng rãi hơn, để mọi người hiểu biết được những tác hại khôn lường của bao bì ni lông, có ý thức hơn trong việc sử dụng và hạn chế xả bao bì ni lông ra môi trường một cách bừa bãi. Như vậy, những giải pháp mà văn bản nêu ra cho chúng ta rất toàn diện, có tính thuyết phục cao. Chúng ta sang phần cuối cùng, lời kêu gọi. Ở phần cuối cùng này, chúng ta thấy văn bản đã đưa ra những lời kêu gọi vô cùng mạnh mẽ. Mọi người hãy cùng nhau quan tâm đến trái đất hơn nữa. Hãy bảo vệ trái đất hơn nữa. Hãy cùng nhau hành động, một ngày không dùng bao bì ni lông. Trái đất dấu yêu của chúng ta rất xanh, đẹp, mang đến cho chúng ta sự sống và tình yêu. Và các em thấy, việc trái đất ngày một bị tổn thương, bị ô nhiễm bởi bao bì ni lông là một vấn đề đáng buồn, đặt ra cho chúng ta nhiều câu hỏi về ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ trái đất. Điệp từ hãy và giọng điệu mạnh mẽ như một lời kêu gọi, một lời thúc giục ý thức trách nhiệm của mỗi chúng ta. Bảo vệ môi trường trái đất là nhiệm vụ to lớn lâu dài của tất cả chúng ta, tất cả nhân loại trên thế giới này. Chúng ta sang phần ghi nhớ. Ở sách giáo khoa trang 107, lời kêu gọi bình thường một ngày không dùng bao bì ni lông được truyền đạt bằng một hình thức rất trang trọng. Thông tin về ngày trái đất năm 2000, điều đó cùng với sự giải thích đơn giản mà sáng tỏ về tác hại của việc dùng bao bì ni lông, về lợi ích của việc giảm bớt chất thải ni lông đã gợi cho chúng ta những việc có thể làm ngay để cải thiện môi trường sống, để bảo vệ trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Chúng về nhà, chúng ta xem lại bài ghi, học ghi nhớ, chuẩn bị bài luyện nói kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm. Các em thân mến, tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.